Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm một clip gửi tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc và gửi riêng cho chị Son, chị khách hàng ở Thái Bình. Và hiện tại thì chị đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Đây là đơn đặt hàng theo yêu cầu của chị Son. Thì hôm nay chúng tôi với Song Mộc thì chúng tôi sẽ quay lại một video để báo cáo với chị là hàng của chị đã xong rồi. Thì chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện và bàn giao cho gia đình chị được đúng thời gian. Thì theo như yêu cầu của chị đặt chiếc kệ này là dài 2m37, sâu 50 và cao là 2m31. Và phần mặt đình để tivi đây là chị yêu cầu để tivi từ 65 inch đến 100 inch, thoải mái luôn. Thì trong các clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều những mẫu kệ tivi như này, nhưng chỗ để tivi thì nó lõm xuống. Còn như yêu cầu của chị là chị đặt mặt đình kệ là để được tivi từ 65 inch trở lên, nên chúng tôi sẽ làm mặt đình phẳng từ bên này sang bên kia luôn. Và toàn bộ phần cánh này chúng tôi đục kênh bong moi móc theo lối 4D. Và những chú chim này nó hiện lên y như là những chú chim thật vậy. Toàn bộ phần cánh chúng tôi làm dài 4 phân, đục kênh bong, đục nổi. Và xung quanh phần cánh này là chúng tôi khảm những phần chai, khảm dây dưa. Theo như yêu cầu của chị là kết hợp giữa những nét đục tinh hoa của nghề đục và những tinh hoa của nghề khảm chai. Chiếc kệ này đang được đánh giá là hot nhất của năm 2020 vì nó có thể để được tivi từ 65 inch đến 100 inch, khác rất nhiều so với kệ bình thường. Kệ bình thường thì chúng tôi làm chỉ để được tivi 43 inch trở về được 40 inch là trong lòng vì cái buồng giữa nó thấp. Chiếc kệ tivi này là kệ tivi được làm bằng 100% từ chất liệu gỗ gụ Lào, rất là bền. Và chúng tôi khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ lên màu và vét ni sáng cho khách hàng. Thì chúng tôi cũng được biết là chị Son là chị đang công tác ở Bắc Ninh. Thì Bắc Ninh cũng là một làng nghề, nhưng chị đã tham khảo rất nhiều nơi ở Bắc Ninh thì không cơ sở nào làm những chiếc kệ tivi như thế này. Chị đã tìm về đến cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Chị đã tin tưởng và đặt hàng thì chúng tôi sẽ làm với uy tín, chất lượng hàng đầu để không phụ lòng mong mỏi của khách hàng. Và đây chúng tôi đang giới thiệu tới chiếc ngăn kéo đây. Ngăn kéo cũng được chạm bằng tay, đục hoa hồng. Và phần buồng kính trên này thì sau khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ lắp kính và chia thành hai ngăn, thì quý vị có thể để được những chai rượu hay là những đồ cổ bên trong thì trông rất là bắt mắt. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều cơ sở làm nhái mẫu của chúng tôi, nhưng nếu nói về độ đẹp và độ tinh xảo thì thua xa. Thì quý vị có thể biết được và tìm về đến đúng làng nghề gốc gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định để xem được đúng chất lượng của sản phẩm. Toàn bộ phần ván hồi này chúng tôi làm dày 2 phân, rất dày. Đây là chiếc kệ tivi hiện tại đang được chúng tôi đánh giá là khủng nhất từ trước đến nay. Dài 2m37 và cao 2m31, sâu 50 và được đục chạm kênh bong, đục nổi 4D. Và đây là phần mặt mặt để tivi này là khi bàn giao hoàn thiện thì chúng tôi sẽ có một tấm kính một phân nữa để lên trên và sau đó sẽ kê tivi từ 65 inch đến 100 inch cho gia đình chị. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm như này thì quý vị hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên,
Khi quý vị liên hệ về thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị muốn lấy hình ảnh của chiếc kệ này, quý vị hãy truy cập vào Zalo 0986 883349 hoặc truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể xem được hình ảnh từng góc cạnh và chi tiết nhất của chiếc kệ này. Và quý vị trên hình quý vị đang chiêm ngưỡng đây là chiếc kệ tivi bằng chất liệu gỗ gụ. Kệ tivi phòng khách. Đi song song với chiếc kệ này thì chúng tôi đang còn những chiếc kệ gỗ hương vân, gỗ hương đá. Thì quý vị ưng mẫu nào thì quý vị cứ gửi hình về cho chúng tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.